Ngày 21 tháng 3 năm 2021, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Tân Sửu, hơn 400 bạn nhỏ đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu thiếu nhi Em về bên Phật lần thứ 26. Buổi sáng sau khi đăng ký, quý thầy đã hướng dẫn các em tập trung lên giảng đường chính sinh hoạt và cùng lắng nghe buổi hướng dẫn tu học từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Tết năm nay do dịch Covid-19 không được đi chơi, thầy đang chuẩn bị là tổ chức một buổi đi chơi về Tiền Giang, Thiền viện Trúc Lâm Chính Giác rất là đẹp, có ai muốn đi không? Bây giờ ai muốn đi đó thì phải có điều kiện. Nhớ nè, lắng nghe nè, ai muốn đi thì phải học thuộc gì? Thứ nhất là cái bài học gì đây? Thuộc chưa? Rồi, và một cái bài học nữa là em về chùa tu học. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài này và chúng ta sẽ ôn cái bài này. Tháng sau thì sẽ trả bài. Ai mà thuộc á thì mới được đi rồi nghe, không thuộc là ở nhà. Cùng tu học Phật Pháp, vui chơi và ca hát với các bạn gần xa, thầy từ bi hiền hòa chỉ dẫn em mọi điều, thân thiện rất đáng yêu, oai nghi và lễ phép. Vào chùa gặp tăng ni, em hằng luôn khắc ghi, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu chào lễ nghi, mười ngón tay bằng nhau, không cao cũng không thấp, không xòe cũng không bồng, không đi lại ồn ào, làm xôn xao động chúng. Đúng giờ chuông báo thức, mọi người lập tức dậy, xếp chiếu gối gọn ngay, vệ sinh thân thể này. Thượng tọa đã cho các em đọc, học thuộc những bài học nhỏ từ tập sách Em về chùa tu học, được viết dưới dạng thể thơ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi sâu vào lòng các em. Tập sách là những điều cần thiết để các em về chùa tu học, và trên hết là ứng dụng những điều đó khi trở về gia đình. Đức cơ thể của bé này cho lòng thân thư thái, em hăng hái tham gia, thầy cô thầy đã qua, em thật và hoan hỷ. Nhằm khích lệ tinh thần học tập, thầy sẽ gửi tặng một món quà là chuyến du lịch tâm linh cho những ai thuộc lòng tập sách trên, xem như một món quà tán dương về tinh thần tu học của các em. Chiều cùng ngày, các em đã có những giờ phút tĩnh tâm cũng như được quý thầy hướng dẫn đọc bài nhớ ơn. Đã che chở cho con. Con xin nhớ ơn đất. Sống cuộc đời thanh cao. Thank you.
em giao lưu văn nghệ cùng các ca sĩ, nghệ sĩ. Đậu không? Biết không? Ai cho quà? Ai cho quà? Chú kêu chú này góp. Em ơi, mấy chú kêu cho anh không cần tình yêu. Trước khi ra về, các em nhận phần quà từ quý thầy là tập truyện tranh Em về chùa tu học cùng những phần quà khác.